cười nhá. Hôm nay là một ngày rất là vui anh em ạ. Bởi vì hôm qua mình vừa nhân đôi xong. Nhân đôi gì thì là mình sẽ không nói. Cái vui thứ hai là hôm nay là ngày học viên đến anh em ạ. Là ngày tất cả 20 học viên đến lại nhà mình để tham gia khóa học của đầu năm anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ xuống nhà để quay cho mọi người xem mọi người nhá. Và mình sẽ dẫn anh em ra ngoài sân bóng để làm một trận bóng. Đâu chỗ đâu rồi. Để làm một trận bóng anh em ạ. Xong rồi tối anh em sẽ khai mạc tí anh em nhá. Bây giờ xuống hồ. Ô chưa ra ngoài kia. Đây. Em chưa ra ngoài kia. Anh em ra đây anh nhỉ. Ra ngoài đây, tôi dẫn ra. Hello anh em, do sức khỏe mình yếu cho nên là mình phải đứng ngoài cổ vũ anh em ạ. Đấy. Đây là mỗi bên 8 người anh em nhé. Bên này 8, bên kia 8 người, là 88. Đội thua sẽ phải quét nhà một tuần, còn đội thắng sẽ được thưởng một giải là 3 quả anh em ạ. Cảm ơn anh em đã đón xem trận bóng lên TV này. Là các nhân tài của đất nước. One hour later. Ôi. Five minutes later. Rất là năng lượng, tài giỏi, thông minh, tốt hình. Đặc biệt là kiếm tiền rất giỏi. Vâng, và đúng là đứa trẻ rất kiếm tiền giỏi thực sự luôn. Anh phải khẳng định điều đấy luôn. Quá tuyệt vời luôn. Nhìn đứa trẻ kiếm tiền mà sốc luôn. Các cụ ngày xưa sao đi Rolls Royce nhỉ? Bao nhiêu bác cũng đi được Rolls Royce. Chỉ đứa trẻ bây giờ đi Rolls Royce. Không một đứa trẻ bây giờ đang sang Việt Nam biết để tận hưởng quá quan tâm người ta anh cũng người ta nằm xe cùng và mặt đồng hồ cùng đi một cái xe thì đơn thuần còn đeo đồng hồ mấy hai nếu không phải đeo thì đồng hồ đi một xe 20 tỷ thì rất nhiều người rất nhiều Nhìn thấy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.